Các bạn thân mến, Việt Nam của chúng ta là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương. Các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam trải dọc theo bờ biển dài khoảng 3.260 km từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Diện tích vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1 triệu km2 Biển Đông. Và để giữ vững từng tấc đất, ngọn sóng thì ông cha ta ngày xưa đã nằm lại nơi phía cuối chân trời để bảo vệ biển đảo nước nhà. Và hiện nay mỗi cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam đều không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, đêm ngày bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển đảo. Vậy Hải quân của nhân dân Việt Nam có gì mạnh mà khiến cho các nước bạn phải dè chừng, ngả mũ nể phục? Thì Ánh Sao Vàng mời các bạn vào video ngày hôm nay để hiểu sâu hơn về Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng ra nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ biển, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Từ những ngày đầu thành lập với hai đơn vị tiền thân là Trường huấn luyện bờ bể và Xưởng 46 với 141 cán bộ chiến sĩ, tiếp đó là hai thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng là những viên gạch đầu tiên của lực lượng tàu chiến đấu mặt nước của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đã vượt qua khó khăn, thử thách cùng với cả nước trong cuộc hành trình vĩ đại chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Quay lại lịch sử, trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Với tinh thần vì miền Nam thân yêu, những con tàu không số của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuyên qua bão giông, vượt qua bao cuộc vây giáp của kẻ thù, chuyên chở hàng vạn tấn vũ khí, trang thiết bị và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, tạo nên huyền thoại đường mòn Hồ Chí Minh trên biển Đông. Lực lượng công binh hải quân bám biển, nghiên cứu tìm phương pháp giả phá, tháo gỡ thủy lôi, bom từ trường, khai thông luồng lạch trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Với tinh thần cảnh giác và quyết tâm đánh thắng, trong trận đầu ra quân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn của Mỹ ra miền Bắc, Hải đội 111 vùng 1, duyên hải của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề. Trải qua 66 năm, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chúng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng vững mạnh, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Hải quân Việt Nam hiện được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Những năm qua, Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân với những khoản đầu tư, mua sắm tàu ngầm, máy bay, phục vụ chiến đấu. Từ năm 2010, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Với đội 6 tàu ngầm Kilo được đưa vào biên chế, quân chủng hải quân có đầy đủ 5 ngôi sao biển là không quân, hải quân, tàu ngầm, hải quân đánh bộ, tên lửa bờ và tàu mặt nước. Chúng ta đã xây dựng được cả 3 chiều tác chiến, đó là trên bầu trời, mặt biển và dưới lòng biển, điều mà chưa nhiều quốc gia có thể làm được. Hải quân đánh bộ, quả đấm thép. Lính hải quân đánh bộ còn được gọi là đặc công hải quân, lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ. Họ đều bơi rất giỏi, trang bị trên người có thể lên đến 40kg hoặc ít hơn tùy nhiệm vụ. Chiến đấu như bộ binh nhưng lại phải thành thạo kỹ thuật đánh gần cũng như cách đánh các loại mục tiêu kiên cố, độc lập, tác chiến trong điều kiện chỉ huy thông tin hạn chế. Khi có chiến tranh xảy ra mà chiến trường là đảo do ta quản lý bị nước ngoài đánh chiếm thì hải quân đánh bộ phải lấy lại được đảo, không lực lượng nào có thể thay thế. Các lữ đoàn hải quân đánh bộ của Việt Nam được trang bị nhiều vũ khí, khí tài tân tiến. Do đặc thù nhiệm vụ, trang bị vũ khí của hải quân đánh bộ chủ yếu là các loại súng cá nhân. Một trong những vũ khí đó là súng trường tiến công Tavo TAR-21, có khả năng khai hỏa sau quá trình dài ngâm trong nước khi hành quân. Hải quân đánh bộ Việt Nam cũng được trang bị sát thủ diệt tăng Matador, có khả năng xuyên giáp xe tăng và phá các bức tường gạch hoặc bê tông cốt thép. Tàu ngầm Kilo 636, hố đen đại dương. Các tàu ngầm Kilo mà Nga đóng cho Việt Nam là loại tiên tiến được gọi là hố đen đại dương bởi khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo của nó. Đội hình 6 tàu ngầm Kilo có số hiệu từ 182 đến 187 lần lượt mang tên Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Không quân, hải quân. Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Bộ Quốc phòng bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng Phòng không Không quân về Quân chủng Hải quân. Lữ đoàn được giao nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất,
mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Hiện nay, Lữ đoàn Không quân 954 đang thực thi nhiệm vụ với các loại máy bay hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, gồm trực thăng săn ngầm K-28, trực thăng đa năng EC-225, thủy phi cơ DHT-6 và Su-30MK2. K-28 được xem là một trong những loại trực thăng săn ngầm hiện đại nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trên máy bay được trang bị radar, sonar, pháo âm để trinh sát, phát hiện tàu ngầm cùng nhiều loại vũ khí như ngư lôi 400mm, bom chìm chống ngầm. Việt Nam đã mua 6 chiếc thủy phi cơ DHC-6 để trang bị cho Hải quân, trong đó 3 chiếc được cấu hình vận chuyển khách, hàng hóa, còn 3 chiếc trang bị hệ thống radar hiện đại để giám sát biển. DHC-6 ngoài khả năng cất hạ cánh trên mặt nước, còn có thể cất hạ cánh đường băng ngắn chỉ vài trăm mét. Vì vậy, DHC-6 được sử dụng nhiều cho các chuyến bay ra đảo Trường Sa lớn. Tên lửa chống hạm, lá chắn thép không thể xuyên thủng. Hiện nay, đoàn 681 Hải quân được trang bị tổ hợp tên lửa bờ Bastion P và tổ hợp radar bờ Monolith P. Trong đó, Bastion P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Đây là tổ hợp vũ khí rất mạnh, một trong những tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển tốt nhất, có khả năng cơ động cao, sử dụng tên lửa chống tàu có tốc độ siêu âm 3M55 Yakonis. Tổ hợp tên lửa Bastion có khả năng tấn công mục tiêu xa đến 300 km và bảo vệ một tuyến bờ biển chống tác chiến đổ bộ của đối phương lên đến 600 km. Trong điều kiện phát triển sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân, các tổ hợp tên lửa này cho phép bảo vệ vững chắc vùng biển, bờ biển của quốc gia. Tàu mặt nước, hộ vệ tên lửa tàng hình đa nhiệm. Hiện nay, Hải quân Việt Nam đang sở hữu nhiều loại tàu mặt nước gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu săn ngầm, trong đó hai tàu hộ vệ tên lửa là GET-33.9 mang tên HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ là những tàu chiến mặt nước do Nga sản xuất. Tàu GET-33.9 của Việt Nam được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tàu nổi và các mục tiêu trên không của địch khi thực hiện các nhiệm vụ hộ tống tàu chiến, tàu vận tải, các đoàn tàu cơ động tiến hành các nhiệm vụ cảnh giới biển, bảo vệ hải giới và thềm lục địa, bảo vệ các khu vực kinh tế biển và bảo vệ các khu vực biển gần. Để tăng cường khả năng cơ động và tác chiến độc lập của tàu trên biển, các nhà thiết kế đã tăng cường khả năng hải trình của tàu từ 9 ngày, không phải bổ sung nhiên liệu và cơ sở vật chất, lên đến 20 ngày và tầm hoạt động với tốc độ hải trình là 18 hải lý trên giờ, từ 2.500 hải lý lên 3.500 hải lý. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu thế hệ mới nhất X-35, 3M24, Uran, tăng cường khả năng tác chiến so với các loại tàu tuần biển khác. Hệ thống sonar MGK 335M03 có góc quét 260 độ, phát hiện được tàu ngầm ở bán kính 10 đến 12 km, thủy lôi ở cự ly 2 km và hai thiết bị phóng ngư lôi cỡ nòng 533 mm. Cùng với tàu ngầm Kilo 636, máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 và tên lửa chống hạm siêu âm Yangnos của hệ thống Patriot P có tầm bắn 300 km đặt trên bờ, Kepan 3.9 sẽ giúp quân đội Việt Nam chính thức có được năng lực tiến công đa năng 3-1 trên không, dưới nước và trên mặt nước ở khu vực biển gần, đặc biệt là việc nâng cao đáng kể khả năng chống ngầm. Tàu tên lửa tấn công nhanh. Từ năm 2014 đến năm 2016, 6 chiếc tàu tên lửa Mona do Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới đã được bàn giao cho Hải quân, biên chế cho Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 vùng 2 Hải quân đóng tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây là tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, lớp tia chớp, một trong những tàu chiến uy lực hoàn thiện về công nghệ và có tính ổn định cao nhất thế giới. Tàu tên lửa Moya được trang bị 4 giàn phóng tên lửa Uran-E với tổng số 16 tên lửa, cự ly bắn 130 km, một pháo hạm tự động AK-167M, cự ly bắn khoảng 15 km, cao 11 km và tốc độ khoảng 120 đến 130 viên trên phút. Tàu cũng trang bị hai pháo 6 nòng tự động AK-630 có tầm bắn từ 4 đến 5 km, tốc độ bắn là 4.000 đến 5.000 viên trên phút, hệ thống pháo nhiễu phục vụ bắn tên lửa khi có mục tiêu. Với sức chiến đấu cao, trang bị vũ khí hiện đại, đồng bộ, sức cơ động nhanh, tàu Moya có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch của quân chủng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong 6 chiếc tàu tên lửa do Tổng công ty Ba Son đóng thì cặp tàu M5 và M6 là hiện đại nhất,
với lượng choán nước toàn tải là 490 tấn, với độ sâu mớm nước là 2,56 mét. Tàu có tính năng đi biển rất cao, đảm bảo hiệu quả sử dụng vũ khí trên tàu khi sóng biển ở cấp 5 đến cấp 8. Để tự bảo vệ trước các đòn tấn công trên không và ngư lôi, tàu được trang bị hai ống phóng, mồi bẫy kiểu PK-10, một giá phóng tên lửa đối không tầm thấp Ikla, 12 quả. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ tuần tiễu là từ 3.000 đến 4.400 km. Trong năm 2020 này, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời cũng là năm Hải quân Nhân dân Việt Nam kỷ niệm 66 năm ngày thành lập. Nhân những sự kiện trọng đại này, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện quốc tế, trong đó có duyệt binh hàng hải quốc tế và diễn tập đa phương Hải quân ASEAN, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện đại hóa hải quân, phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa trong mọi tình huống. Admin có rất nhiều suy tư trong đầu. Với sức mạnh của Hải quân Nhân dân mạnh như vậy, tại sao Việt Nam không phản đòn khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển nước ta để thăm dò dầu khí? Các bạn để lại ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Hãy đồng hành cùng Ánh Sao Vàng để chúng ta cùng nhau khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa. Bạn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi trên thì ấn vào video phía dưới nhé! Các bạn nhớ like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết đến. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!